Và Lan thôi nào cả nhà ơi, ngày hôm nay shop sẽ là xả hàng toàn tập cho các chị mình luôn nha. Chị nào mình ưng mẫu nào nhớ tranh thủ là mình lên đơn hàng sớm để em chốt sale luôn cho các chị. Đầu tiên là em lên luôn cho mình mẫu đầm body này ha, 1345. Rồi hôm nay xả hàng luôn mẫu này cho các chị mình đây, 199k thôi các chị nha. 199k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm cho em nào. Ghi cho em mã đầm này là 1345 và kèm xin hỏi liền nha cả nhà ha. Các chị nhìn cho em cái chất nè, co giãn nhiều lắm. Vải này chất Atashi ánh kim nha. Và cái vải này nó sẽ co giãn nhiều nè, đồng thời là sẽ không nhăn nhò và mặc thoải mái, không hề ngứa ngáy khó chịu nha. Ở phía phần eo này là bên em sẽ làm là zip ly nè các chị. Nên là khi các chị mặc thì sẽ giúp cho mình che khuyết điểm vòng bụng luôn nha cả nhà. Cái phần cổ độ này chị nào thích chỉnh cao, chỉnh thấp đều được nha các chị. Mã đầm này các chị ghi cho em là DA1345. Em chốt sale ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có là 199k mẫu đầm này nha các chị ha. 199k mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng liền luôn dùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng cho các chị nè. Để em phối thêm một cái unit nữa nha. Cho mình xem thử cái form đầm. Dây này thì sẽ không có kèm đầm. Cái này là em phối thử cho mình xem tham khảo thôi cả nhà nha. Rồi ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm cho em nè, 1345 và kèm xin hỏi giá gốc là 450. Và ngày hôm nay em sẽ sale luôn trên line này cho cả nhà, chỉ có là 199k thôi. 199k mẫu đầm em đang mặc. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng liền luôn giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng đúng một màu duy nhất, không có màu khác luôn nha cả nhà ha. Rồi ok nè, 1345 chị Đặng Linh, 1345 chị Thúy Vân em sale nè. 199k mẫu đầm này. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không nè cả nhà ơi, comment liền luôn giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ sai liền trên like cho cả nhà mình luôn. Tranh thủ mình lên đơn hàng sớm cho em nè cả nhà ơi. Vải mềm nè, chất êm nè và mặt rất là mát thoải mái cho mình luôn nha. Trời ơi cái vải này nó đẹp xỉu luôn các chị. Ngày hôm nay shop sale chỉ có 199 thôi. Ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn liền cho em nha. 40kg đến 65kg là mình mặc vừa luôn. Thiết kế cổ sẽ là cổ độ cho cả nhà mình như thế này nè, rất là đẹp luôn nha. Rồi 1345 chị Đào Ngô, chị ơi cho em thêm số điện thoại nha. Các chị ơi comment mình đặt hàng, comment cho em làm mã hàng nè và kèm số điện thoại đến chút đơn liền trên line này cho cả nhà mình nha. 1345 và kèm số điện thoại. Đó, mặc cổ độ rất là sang, hoặc các chị mặc mình mặc kiểu như cổ bẹt vai ra một chút xíu như vậy cũng rất là xinh nè cả nhà ha. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. Mã này các chị ghi là 1345 và kèm cho số điện thoại nha. 1345 và kèm số điện thoại em giảm ngay trên like cho cả nhà mình luôn. Chỉ có 199, 450 sao còn 199k nha cả nhà. Chị Minh đang ok nè. Rồi chị Quyên bỏ ok em chốt nè, DA1345. Còn chị nào mình lấy mẫu này các chị comment liền luôn giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ sai liền trên like cho cả nhà mình nè. 1345 và kèm số điện thoại sale giá 199. 1345 sale giá 199k. Cái chị nào thích cổ sâu hơn nữa mình chỉnh xuống được nha, hoặc là chị nào thích kín hơn mình chỉnh cao lên được nha cả nhà. Sale 199, 450 xả hàng còn 199k. Còn chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nào cả nhà. 1345 nha các chị ha, có co giảm nhiều, đủ hàng đủ size, 40kg đến 65kg vừa. Rồi bây giờ sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Các chị đợi em một chút xíu nha, em qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Ưng mẫu nào thì các chị lên đơn hàng liền luôn giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng cho các chị mình luôn nè. Ngày hôm nay em sale rất là nhiều mẫu cho các chị cứ từ từ. Ưng mẫu nào các chị cứ đặt hàng cho em luôn, làm mã với số điện thoại liền nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm form chữ A. Lên cho mình cái đầm form chữ A này đi, 1346, đầm này rất là hot, chuẩn bị cháy hàng này cả nhà. Ai chưa đặt thì hôm nay mình lên đơn liền nha. 1346, đầm này shop sẽ có cho mình là 4 size. DA1346 sẽ có cho mình 4 size ML2X nha. Rồi chốt sale luôn trên line 219 thôi. 1345 sale 199k chị nha. Rồi DA1346 ai lấy mẫu này lên đơn nào vậy nha. Đủ hàng, đủ hàng đủ size nha các chị. Và trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa nè. Mã này các chị cứ ghi cho em là DA1345 và kèm 1346 và kèm số điện thoại. Nhanh tay nha cả nhà ơi. DA1346 và kèm số điện thoại em chốt ngày hôm nay cho các chị mình luôn nè. Chỉ có giá là 219k. Một cái mẫu đầm form chữ A rất là xinh luôn. Và em đang có cho mình coi như là 4 size luôn nha cả nhà. MLXL với lại 2X các chị, trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa. Rồi chốt luôn, chỉ còn có giá 219. 1350 còn M và size L nha chị Thu Hồng. Rồi ai lấy mẫu này các chị đặt cho em nè. Mã này là 1345.
DA1345 và kèm số điện thoại, nhanh tay nào cả nhà ơi. Chốt ngày hôm nay cho cái chị mình luôn, chỉ có 219k. Vải lụa mango vừa êm vừa mềm vừa mát vừa có co giãn nhẹ cho các chị mình nha. Ai lấy mẫu này comment cho em luôn là mã hàng nè và kèm số điện thoại luôn nè. 1346 đang mặc nha. Chị Thùy lên chốt 1346, chị Thu Trang chốt 1346 cho chị nè. Chỉ có giá 219k. 219k mẫu em đang mặc trên người. Ơn mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Là mã hàng nè và kèm số điện thoại trừ hàng luôn. Rồi nhanh tay nào cả nhà ơi, còn chị nào ưng mẫu này các chị lên đơn liền nha. Chị Hoàng Ý ok nè, chị Nguyễn Như ok nè. 1346 nha, sale giá 219. Sale giá 219k, từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Có chị nào mà lấy mẫu nào đặt hàng liền luôn dùm em. Ngay bây giờ nha, em chừa hàng. Dạ em cao 1m62 là 47kg nha chị ha. Thường thì em hay mặc size M. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Chờ em một chút xíu nha các chị. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp một cái mẫu đầm này nè. Đang rất là hot luôn. Rồi đang rất là hot luôn nha các chị. Mã này là 1344. Cả nhà cứ đợi em đi, cứ từ từ theo dõi đi. Cả nhà càng về sau sẽ có những cái mẫu mà giá sale cực rẻ cực sốc cho các chị mình luôn. Cho các chị săn sale thoải mái luôn nha. Rồi em lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha các chị. Đây là một cái mẫu đầm ren với mã sản phẩm là 1344 nè. Hôm nay shop lên chương trình sale luôn. Đây nè các chị mình thấy nè, mặc la làm sao là giao hàng y chang vậy hết nha. Đem gieo một cái đằng sau cho các chị xem luôn. Đó, 1344 các bạn nha. Với mẫu đầm này em sẽ có 4 size nha. DA1344 ngày hôm nay sẽ có 4 size cho mình lựa chọn, ML, XL và 2X luôn. Và sale ngày hôm nay chỉ có giá 259. Đợt trước thì có rất là nhiều chị đặt hàng mẫu này mà cháy hàng nè, không còn hàng luôn. Hôm nay là đợt này là em có được may đợt thứ 3 cho mình rồi. Và hiện tại nó đang rất là hot luôn. Và bán cũng gần hết đợt thứ 3 này rồi. Nên là các chị tranh thủ lên đơn liền. Và đợt này chính là đợt cuối rồi nha cả nhà. Hết là hết luôn đó các chị. Có túi hai bên, bên trong là có lớp đó phun cô tông nè. Ren rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm này các chị ghi cho em là 1344 và kèm số điện thoại. Sale ngày hôm nay giá chỉ có 259 thôi. 259k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Ưng ý mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn nè. 1344 và kèm số điện thoại luôn. Sale giá 259, giá gốc là 450 nha các chị. Giá gốc 450 và shop ngày hôm nay sale chỉ còn có 259k thôi. Quá là rẻ luôn á các chị ơi. Chị nào mình ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em nha. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn nè. 1344 và kèm số điện thoại nha cả nhà. 1344 và kèm số điện thoại. Chốt đơn liền trên line này cho các chị. Chỉ có giá là 259k. 259k mẫu đầm này. Ưng mẫu này thì các chị comment cho em luôn. Ngay bây giờ nè, để em chừa hàng và chừa size nè. Form trộn đẹp luôn, bên trong là lót phun cô tông và đầm có túi hai bên. Em có đúng một màu duy nhất, không có màu khác nha cả nhà ha. DA1344, chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn. 259k mẫu đầm này rồi, nhanh tay lên nha cả nhà ơi. Chị Thu Lê ok nè, chị Ngọc Trang ok nè. 1344 nè. Sale giá là 259k, mã này là 1344 nha. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ để em chịu hàng nè. Chị Khánh Nguyễn ok nè, chị Thanh Hòa ok nè. 1344 chứ sale giá 259k. Còn chị nào mình lấy mẫu nào thì mình comment cho em luôn. Ngay bây giờ nha, để em chịu hàng và chịu size liền trên like cho cả nhà mình nè. Nhanh nha các chị ơi, 1344 và kèm số điện thoại, sale giá 259k mẫu đầm này. Rồi chị Thanh Ngọc em chốt đơn hàng, chị Như Lụa ok em chốt 1344 cho chị nè. 259k mẫu đầm này thôi cả nhà ơi. Ưng mẫu này thì các chị comment sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Xong chưa các chị ơi, tranh thủ mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ nha, để em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình nè. DA1344 chốt đơn giá chỉ có 259k. 259k mẫu đầm này thôi nha cả nhà ơi. Rồi size lớn nhất em có là size 2X đó chị Nguyễn Kiều ơi. Còn nếu mà chị mà mặc bình thường mình không mặc vừa 2X mà mặc 3X đúng không? Thì em có một số mẫu, có hai cái mẫu mà co giãn nhiều. Bây giờ em sẽ lên trước cho mình một mẫu để mình xem thử nha. Rồi ai lấy mẫu nào các chị đặt trên đầm mã với điện thoại liền. Bây giờ trước mắt là em sẽ lên một cái đầm nhung đi. Nhung này là nó có co giãn rất là tốt nè. Nhung 2357 nè. Chị nào mà cứ tầm khoảng là 70-75kg gì đó, các chị cứ lấy mẫu này mặc là vừa. Tại vì vải co giãn rất là nhiều. Đợi em vài giây nha.
Mẫu tiếp theo là cả nhà ơi, đây là DA1357 nha cả nhà. Với mã sản phẩm DA1357 này, đặc biệt là hôm nay sale chỉ có 239. Cái chị ở cái phần cổ này này nha. Nếu mà chị nào mà thích cổ kín hơn ấy, mình đính chị lại một chút xíu như vậy là được nè. Nếu chị thường chị nào mà thích cổ kín, còn nếu không thì khỏi cũng được nha cả nhà ha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này, cái chị đặt hàng xứng dùm em chiều hàng. Ngày hôm nay em chốt sale luôn trên line này cho cả nhà, chỉ có 239 mã này, các chị cứ ghi cho em là DA1357 và kèm số điện thoại. Rồi chị Thu Minh, em chào chị. Hôm nay chị nhận được 1324, mặc đẹp quá em ơi nè, cảm ơn chị nhiều nha chị Thu Minh nha. Đó, chị nào nhận được hàng rồi em rất là mong các chị review sản phẩm giúp em như thế này luôn. Rồi đầm em đâu mà cả nhà ơi, em chốt sale là 239k thôi. Nhung này là nhung lặp nha cả nhà, và co giãn siêu tốt luôn. Chiều dọc, chiều ngang là thoải mái, và trong tầm từ 40kg đến tầm hoặc là 65kg là mình hoặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị mình đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chịu hàng luôn. DA1357 và kèm số điện thoại cho em nha. 1357 và kèm số điện thoại, chốt đơn liền trên line này cho cả nhà, chỉ có giá 239k và đầm này co giãn tốt nên là 70-75kg mình vẫn mặc vừa luôn. Ai lấy mẫu này, các chị mình đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chịu hàng nha. Mã này là DA1357 nè, 1357. Rồi chị nào mình đặt hàng comment cho em luôn ngay bây giờ ha, là mã nè và kèm xuyên phẩm chốt đơn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng ngay lúc này em chịu hàng luôn. 1357 và kèm xuyên thoại, phải coi giãn cực kỳ là tốt luôn nha. 40kg đến tầm khoảng là 65kg hoặc 75kg bao vừa luôn. Rồi ai ưng mẫu này các chị đặt cho em nào, nhanh tay lên nha cả nhà. Comment là mã với xuyên thoại, bây giờ mà đầm coi giãn nhiều thì em chỉ có một mẫu này, với lại tí nữa nha, sau mẫu này mặc thêm một cái đầm nữa là co giãn tầm 70-75kg vừa cho các chị. À, đợt này chỉ có hai cái mẫu này thôi đó, thì các chị tranh thủ lên đơn liền nha. 70-75kg bao vừa luôn, vải co giãn rất là tốt, mà mềm êm mặc mát lạnh luôn mà không bị nhăn nhậu luôn nha. 1357 và kèm số điện thoại cho em nào cả nhà ơi. 1357 và kèm trang sinh hỏi là chốt đơn liền trên like, giá chỉ có là 239k mẫu đầm này, 239k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng. Mã này mình cứ ghi 1357 nhá. Chị Nguyễn Diễm ok 1357 em lên đơn nè. Rồi chị Kiều Phụng em lên đơn 1357 nè. Chị Tuyết My ok nè. Hôm nay em chốt sale luôn trên live với giá chỉ có là 239k mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em nè. Chị mua đầm bên em cái nào cũng đẹp, chị thích lắm luôn. Em cảm ơn chị Thu Minh rất là nhiều nha. Đó, các chị ơi, nếu mà chị nào chưa bao giờ mua hàng Shop Em bao giờ, mình cứ thử mua trải nghiệm một lần xem sao nha cả nhà. Mua làm quen xem sao, xem là trên live em live như thế này, giao hàng cho mình có đúng như vậy không, đúng như em nói hay không nha cả nhà ơi. Thực sự luôn, nhiều khi các chị thấy ở bên ngoài nhiều khi nó còn đẹp hơn trên live, mà các chị sẽ thấy là mình còn cảm nhận được cái chất lượng sản phẩm nữa, cái chất vải của nó nữa. Thực sự luôn, rất là rẻ so với cái chất lượng mà mình nhận được hàng luôn cả nhà. Vải này vải cao cấp luôn á. 1357 nha cả nhà. À, đầm này sẽ có túi cho mình nữa nha. Bên em có may túi cho mình một bên nữa nè. Rồi form đầm này che bụng rất là tốt luôn. Mã 1357 này chị nào lấy cứ lên đơn, chốt sale luôn là 239k. Chốt sale luôn là 239k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị comment cho em luôn ngay bây giờ ha. Làm mã hàng nạp và kèm số điện thoại cho em liền nha. 1357 và kèm số điện thoại nha các chị. 1357 và kèm số điện thoại sale giá là 259k. 239k mẫu này, 239k mã 1357 nha, 40kg đến 75kg vừa. Tiếp tục nè, bây giờ là đầm co giãn nhiều, em có thêm một cái đầm này nữa nè. Body nhưng mà co giãn rất là tốt nha, đợi em vài giây nha. Chị nào mình thích mẫu nào cứ đặt hàng sử dụng em luôn, ngay lúc này nha, để em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường nha, và chia sẻ vào các cái nhóm giùm em nha. Rồi đợi em vài giây nha cả nhà ơi. Với những cái mẫu mà co giãn nhiều như vậy, các chị cũng có thể linh động mình giảm size cũng được, giảm xuống một size, giảm xuống hai size cũng được nha cả nhà. Đều mặc vừa, không sợ chật. Những cái mẫu này giảm size không sợ chật nha cả nhà nha. Đó, chị nào thích mặc ôm thì mình có thể giảm size luôn. Đầm tiếp theo của em đây là DA1331 nè. DA1331 ngày hôm nay em sale luôn trên line này cho cả nhà nha. Chỉ có là 199 thôi. Quá rẻ luôn các chị ơi, chất và Ataxi kim tuyến nha. Hàng cao cấp luôn. Phần cổ xoắn ở phía trước ngực này cho các chị tạo điểm nhấn. Chị nào thích cổ cao có thể nhích chị lại.
không thì khỏi nha cả nhà. Đây Atashi kim tuyến chất rất là đẹp luôn, vải co giãn cực kỳ là tốt nên là 70-75 kg vẫn vừa. Với mẫu này á, các chị mình có thể giảm xuống một size, giảm xuống hai size đều được nha. 1331 em chốt ngày hôm nay cho mình luôn, chỉ còn có giá 199k, 199k mẫu đầm này. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Rồi, lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha cả nhà ha. 1331 và kèm xuyến họa chốt sale giá là 199 nè. Em phối kèm thêm phụ kiện dây nịt cho các chị xem thử. Đây, đầm này thì dễ phối phụ kiện lắm đó. Rồi đầm em đang mặc, chị nào ưng đặt hàng cho em nha, 1331 nha. Dây nịt thì không có kèm đầm nha cả nhà, cái này em phối thử cho mình xem nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sử dụng em ngay bây giờ để em trừ hàng luôn. DA1331 và kèm xuyến thoại. Chị Tố Quyên ok em chúc 1331 nè, chị Ngọc Trang em chúc 1331 cho chị nè. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sử dụng em ngay bây giờ nha cả nhà ơi. Em chúc sale luôn trên line để cho cả nhà, chỉ có giá là 199 thôi. 199k mẫu đầm này, chị nào lấy nhanh tay mình đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này nè. Em trừ hàng luôn cho mình, mã này là 1331 nha. 1331 nè, chị Nguyễn Vy em chúc 1331 nè. Chị Bích Loan em chúc 1331 cho chị nè. Có chị nào mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Là mã hàng nè và kèm trăm xuyến thoại nè để em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình nha. Chị Thanh Hiền ok em chúc, chị Diệu Hương ok em chúc đơn hàng cho chị nè. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không nè cả nhà ơi, comment sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chốt sale luôn. Chất vải Atashi kim tuyến co giãn siêu tốt cho các chị mình luôn. 1331 và kèm xuyến thoại cho em nha cả nhà ơi. Chị Phùng Hạ ok, chị Trang Nguyễn ok, chị Thủy Phạm ok. 1331 chốt sale nè, 199 450 nay sale còn 199k cho các chị mình nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng liền luôn dùm em nè, ngay bây giờ để em trừ hàng trừ sai nè. 1331 và kèm xuyến thoại nha. Chị Thanh My em chốt cho chị luôn 1331 nè, 159k mẫu đầm này. Ơ xin lỗi, 199k mẫu đầm này. 199k nha cả nhà ơi, nhanh tay mình lên đơn liền. Mình nhớ giảm size nha, tại vì đầm này co giãn nhiều lắm. Đây nè, em cho mình xem cái form. Chưa co giãn cỡ này đi thì co giãn rồi cỡ này luôn nè các chị. Đó, co giãn cực kỳ tốt như thế này ha. Thậm chí size M này mà nhiều khi 60kg mình mặc vẫn vừa luôn cả nhà. Ai lấy mẫu này các chị đặt cho em nha. 1331 và kèm xuyến thoại nè. 1331 và kèm xuyến thoại sale liền trên line này cho cả nhà với giá chỉ có là 199k thôi nha cả nhà ha. Rồi chị Thanh Vy em chốt đơn hàng, chị Linda ok em chốt đơn hàng cho chị mã 1331 nè. 1331 sale giá 199. 1331 sale giá 199k mẫu đầm này. Lên đơn hàng liền cho em nha các chị ha. Rồi tiếp tục nè, em chuyển qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nữa nha. Đợi em vài giây nha cả nhà ha, chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Chị nào mình thích mẫu nào đặt sớm giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng cho mình ạ. Rồi mẫu đầm tiếp theo em lên luôn cho mình, đây là một cái mẫu đầm 21325, hôm nay xót xạ hàng luôn. Đây nha cả nhà ơi, 1325 nè, ngày hôm nay shop sale luôn. 1325 sale xuống luôn còn 179 thôi. 179k mẫu đầm này thôi. Rồi chốt đơn liền cho em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ sai. Nhanh nào cả nhà ơi, 1325 và kèm cho em xuyến thoại. Cho xem cái váy hình với em làm sao chị. Chị Đinh Lợi đâu, em đọc comment không hiểu nè. Rồi đầm em đang mặc, cái chị ghi mã này cho em nha. DA1325, hôm nay shop sale luôn, 179. Đầm có túi hai bên, vải này là lụa mango mặc rất là êm và mát. Sẽ có co giãn nhẹ cho các chị mình nha. Đó. Và 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng xuống giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng trừ size này các chị. Mã này mình ghi cho em nhé, 1325. 179k sale nhanh luôn. Ở đây KM62 form này dài qua gối như thế này và đầm có túi hai bên. Cái màu này dễ mặc lắm, da trắng da ngâm mình mặc được hết nha. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng trên luôn ngay bây giờ là DA1325 và kèm cho xuyến thoại nào. Sale hôm nay luôn cho nhà mình với giá chỉ có là 179k mà thôi. 179k, có chị nào mình lấy mẫu này comment sớm giùm em là nhanh tay nha cả nhà ha. Cái váy hình quả chám. Quả chám là quả gì em không biết chị ơi. Thực sự luôn em không biết quả chám là quả gì hết. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng xứng dùm em chịu hàng. DA13
DA1331325 và kèm số điện thoại luôn. 1325 và kèm số điện thoại em chịu hàng, giá ngày hôm nay chốt sale luôn, chỉ còn có giá là 179. Chị nào ưng đặt liền, chị Huyền Hoàng ok, chị Thanh My ok. Rồi, em sale luôn, chỉ còn có giá là 199k. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ nè, điểm trường hàng chị sai 1325 và kèm số điện thoại nha. Xong chưa các chị ơi, chuẩn bị qua mẫu khác nè. Chị Lê Phương ok nè, chị Thanh Hiền ok nè. 1325 chốt luôn 179k nha. Chị Trinh Hồ em chốt 1325 cho chị nè. Ngày hôm nay em sale mẫu này cho mình chỉ có giá là 179k, đầm em đang mặc nha. Có túi hai bên luôn và 40kg đến 65kg vừa. Chị Thu Hằng em chốt 1325 luôn, cả nhà tranh thủ lên đơn. Nếu mà có thể thì các chị gộp đơn nhá. Gộp đơn tổng đơn từ 600.000 trở lên là em sẽ miễn ship toàn quốc cho các chị mình luôn. Rồi 1325 và kèm số điện thoại cho em là cả nhà ơi, 179k mẫu đầm này. 179k mẫu đầm này giá siêu rẻ luôn nè. Giá siêu rẻ cho các chị mình luôn. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt cho em luôn. Ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ size liền nào vậy nha. Rồi xong chưa các chị ơi, chuẩn bị em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nha. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ lên đơn cho em luôn. Ngay bây giờ nè, để em trừ hàng và trừ size cho cả nhà mình luôn. Đầm này các chị ơi, mình lên mã xong chưa nè cả nhà. Đầm này thì mình ghi mã là 1325 và kèm số điện thoại cho em nha. Mẫu đầm này em chốt sale là 179 thôi, 179k mẫu đầm này thôi cả nhà. Lên đơn liền em trừ hàng chị Mỹ Ngọc ok chốt nè. DA1325 nè. Rồi chị nào mình lấy đặt cho em luôn mã với số điện thoại. Em chốt sale luôn trên line này với giá chỉ có là 179k. Chị nào mình ưng mẫu này đặt liền cho em ngay bây giờ em trừ hàng nha. Gần chỗ cái váy đen ý, chỗ cái váy đen. Váy đen mẫu nào chị ha, em không thấy có cái mẫu nào mà có trái cây hết trơn á. Em không thấy mẫu nào có hình cỡ chám hết đấy. Mẫu nào chị ơi, đằng sau này có mấy cái váy đen ở đây nè. Rồi đây nè, rồi đây. Mẫu nào chị, cái hoa màu hồng này hay là mẫu nào chị? Mình miêu tả cái đầm đó đi chị ơi, nó như thế nào, nền nó màu gì, hoa nó màu gì em dễ để em biết nha. Rồi, chứ ở đằng sau em không có cái đầm nào có hạ tiết quả chám hết. Rồi, chỉ có hoa thôi à. Và bây giờ các chị ơi, đầm em đang mặc chị nào lấy đặt cho em mã này là 1325 nhá. Mã đầm này em, mẫu đầm này em sale luôn là 179k, DA1325 và kèm số điện thoại. Bây giờ em sẽ tiếp tục nè, qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng cho em luôn. Ngay lúc này để em chừa hàng cho nhà mình. Lên đơn liền nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Sale luôn. Các chị cứ từ từ theo dõi nha, ưng mẫu nào các chị cứ đặt hàng xuống giùm em. Em chịu hàng luôn. Rồi đợi em vài giây nha. DA1334 nè. Rồi mẫu này em sale luôn nha. DA1334 này hiện tại em đang có cho mình là 4 size MLXL với lại là 2X luôn. Các chị trong tầm 40kg đến 65kg vừa. Rồi cái này em xả hàng nhanh nè. 1334 ngày hôm nay em xả hàng nhanh cho các chị mình luôn, 199 thôi. Chỉ có giá là 199k mẫu đầm này thôi. Và có 4 size nha cả nhà, 4 size cho mình lựa chọn luôn, MLXL với lại 2X. Thì các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa. Ngày hôm nay em sale luôn trên line này nha, 199 thôi, sale nhanh luôn. Quá đẹp luôn các chị, có túi hai bên. Form là form chữ A và xòe nhẹ đuôi cá phía dưới cho các chị. Đó, cái vải này là lụa mango có co giãn nhẹ cho mình ha, mặc rất thoải mái luôn. Sale có 199 nè cả nhà. Trời ơi, cái giá này thì các chị chốt đơn liền thôi chứ sao nữa cả nhà. Quá đẹp và quá rẻ luôn. Mình ghi mã cho em nha. 1334 và kèm số điện thoại. Cái tông màu này mặc lên da cũng sáng và trắng da nữa. Và các chị trẻ tuổi nè, các cô trung tuổi đều có thể mặc được cho em mẫu đầm này nha. DA1334 và kèm số điện thoại luôn. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng liền luôn giùm em. Ngay bây giờ em chốt đơn nè. 1334 chốt đơn liền trên like, giá chỉ có là 199k, đầm em đang mặc trên người. Ưng mẫu này thì các chị nhớ lên đơn hàng liền luôn giùm em. Ngay bây giờ em trừ hàng chị Trần Huyền ok, chị Trúc Trân ok, em chốt đơn hàng cho chị nè. 1334 nha, 199.
Chốt nhanh nào cả nhà ơi, đừng đặt trễ quá hết chương trình sale, rất là tiếc nha. 1334 và kèm số điện thoại em giảm ngay trên line 199 rồi. Tiếp tục nhận đơn hàng cho chị Trần Huyền có rồi này, chị Trang Phạm em lên đơn nhá. 1334 nè, sale giá là 199k, đủ hàng đủ size. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn. 1334 nha, xinh ơi là xinh luôn. Form chữ A xèn nhẹ đuôi cá nó sẽ có hai cái vạt tà đắp chéo lại với nhau như thế này nè. 4 size cho mình lựa chọn luôn nha. MLXL với 2X. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè. 1334 và kèm số điện thoại. Rồi chị Tú Huy chốt 1334 nè. Chị Ngân Huyền em chốt 1334. Chị Kim Ngọc ok, hôm nay xả hàng giá rẻ quá chừng rồi các chị ơi. 450 mà sale xuống chỉ còn có giá là 179k mẫu đầm, 199k mẫu đầm này thôi. 199k thôi, có chị nào mình ưng mẫu này thì mình comment liền luôn giùm em ngay bây giờ nha cả nhà ha. Để em chừa hàng và em chừa size liền trên like cho cả nhà mình ạ. À. Rồi nhanh tay nha các chị ơi, lên đơn sớm em chốt sale luôn. Mã này mình ghi cho em là 1334 và kèm số điện thoại luôn. 1334 và kèm số điện thoại, chốt đơn liền trên like, giá chỉ có là 199k rồi. Chuẩn bị qua mẫu khác nha các chị. Chuẩn bị em qua mẫu khác nha. Chị nào mình ưng mẫu này nhớ nhanh tay mình lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ để em chuyển hàng luôn. Mã này là 1334, sale giá là 199k mà thôi. Rất là rẻ luôn. Phải mềm chất êm và mặc mát mẻ thoải mái cho các chị mình nha. Còn chị nào mình lấy mẫu này mình đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. Là mã số sản phẩm nè. Và kèm trong số điện thoại nè. Để em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà. Nhanh tay nha cả nhà ơi, 57kg hả chị, mẫu này mình mặc tầm XL. Chị Mùi Lê ơi, để tư vấn kỹ hơn về size các chị cho em thêm cái chiều cao với lại số đo vòng eo nữa nha. Đầm em đang mặc các chị ghi mã này cho em nha. DA1334 và kèm số điện thoại luôn. 199k nè, 199k đủ hàng đủ size. Rồi nhanh tay nha, lên đơn liền luôn giúp em nha. Giờ em sẽ lên tiếp tục thêm cho mình một cái sản phẩm khác sale rẻ cho các chị mình nữa nè. Chị nào mình ưng mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. Làm mã nè, với số điện thoại cho em nha. Bây giờ em lên form xòe nha. Em lên form xòe đây các chị. Rồi, đợi em vài giây. Chị nào mình thích mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Mẫu tiếp theo. Đây là DA1340 nha các chị ha. DA1340 đầm em đang mặc sẽ có cho mình là 4 size MLXL với lại là 2X nha. MLXL với lại 2X các chị, trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Các chị ơi mình ghi mã cho em mẫu đầm này nha. 1340 em sale luôn nè. Một ba bốn mươi em chốt sale luôn cho mình nè cả nhà ơi, với giá chỉ có là 219k mẫu đầm em đang mặc nha. Chỉ có 219k mẫu đầm em đang mặc thôi. Và 40kg nè, đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này, có túi hai bên luôn. Vải này mặc rất là êm, mềm mát và có co giãn nhẹ cho các chị nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em, là mã này các chị ghi là 13DA1340 và kèm số điện thoại cho em nha. 1340 và kèm số điện thoại, giảm ngay trên line này cho cả nhà, chỉ còn có giá là 219k mẫu đầm này. Rồi nhanh tay nào cả nhà, lên đơn hàng liền cho em nhé. Ở đây là em cao 1m62. Form là dài qua gối đến phần ngang phần bắp chân như thế này, vừa phải dễ mặc. Có túi hai bên cho cả nhà mình nữa ha. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng và chịu size. Mã này mình cứ ghi cho em là 1340 và kèm cho em số điện thoại nha. 219k mẫu đầm này. Rồi chị My Diệp ok em chúc 1340 này. Chị Thanh Hồng em chúc 1340 nè. Có 219k mẫu này thôi. Phía đằng sau là sẽ là dây khóa kéo cho các chị mình nha. Phía sau dây khóa kéo cho các chị, 40kg đến tầm hoặc là 65kg là vừa. Ưng mẫu này các chị mình đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà. Mã này các chị ghi cho em nha. DA1340 và kèm số điện thoại nha. 1340 và kèm số điện thoại, chốt sale luôn trên like, giá là 219k.
219k một đầm này. Ưng mẫu này các chị mình đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng nha cả nhà ha, 219k. Sang sale cuối tuần xanh đầm thả ca không lo về giá, em đã tin dùng chị. Chị em cứ thử đi ạ, sợ gì mua 99k trải nghiệm sau này sẽ nghiện giống em rồi. Em cảm ơn chị Quốc Thịnh rất là nhiều. Đó, chị Quốc Thịnh là sang được rất là nhiều đầm giá rẻ bên em rồi nè. Nên là các chị Quốc Thịnh là nghiện luôn rồi. Còn nếu mà chị nào chưa mua thử, mình mua một lần thử xem sao các chị yêu nhá. Rồi đẹp quá nè, cảm ơn chị Thu Minh nhá. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc, chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ. 1340 em chốt ngày hôm nay cho mình luôn, có 219 thôi. 219k mẫu đầm này. Nhanh tay nha cả nhà, chị Trang Lâm ok em chốt nè, 1340. Có chị nào mình ưng mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ điểm trường hàng nha. 1340 kèm điện thoại sale giá 219. 219k mẫu đầm em đang mặc. Và trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng để lưu giùm em ngay bây giờ nha, để em chuyển hàng cho các chị. Đầm sẽ có túi hai bên form xòe dài qua gối như thế này cho các chị mình luôn. 40kg đến tầm khoảng là 65kg hoặc là 40kg đến tầm 65kg hoặc là các chị đo eo E84 hoặc E86 chị xuống vừa. Chốt ngày hôm nay cho mình luôn chỉ có 219 nha. 219k mẫu đầm này, chị nào ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em luôn. Nhanh tay nha cả nhà, 1340 và kèm điện thoại. Vải này là vải lụa mango thì mặc êm lắm và sẽ có co giãn nhẹ cho các chị mình luôn. 40kg đến 65kg vừa, nhanh tay là cả nhà, quá đẹp luôn. Cái mẫu này có 219 nè, sale rẻ luôn. 450 sao còn 219k. Chị nào mình ưng mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng luôn. 1340 nha cả nhà ơi. Rồi tiếp tục nè, đợi em một chút xíu nha, em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác đây. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn liền luôn giùm em nha. Mẫu tiếp theo đây luôn, đầm cổ vét nè, xả hàng luôn. Các chị thấy hôm nay tàn tập luôn, đầm nào cũng rẻ trơn cả nhà, khỏi cần phải phân vân đánh đo về giá làm chi đâu các chị ơi. Giá nó siêu rẻ, siêu yêu thương luôn rồi. Đợi em chút nha, lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Đây là DA1330 nha. Đây là DA1330 với mẫu đầm này là sẽ có cho mình là 4 size luôn và hôm nay xả hàng luôn nè. 199 luôn các chị. Đầm cổ vét họa tiết hoa nè, cổ vét nè, rất đẹp, vải này là lụa Hàn. Rồi sale luôn có 199 luôn, cái này mình chốt nhanh nha cả nhà, kẹo hết nha. Mã này là 1330 nè. Ở đây cao mét 62, form này dài qua gối như thế này ha. Phía đằng sau nè là dây khóa kéo cho các chị. Và trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg vừa. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt hàng xứng giùm em. 1330 và kèm số điện thoại cho em nha. 1330 và kèm số điện thoại chốt ngày hôm nay cho cả nhà. Chỉ còn có giá là 199k mẫu đầm này. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em đi nè, quá rẻ luôn. Form chuẩn đẹp nha, che bụng tốt, đầm có túi hai bên nha. Chị Khúc Anh Lê ok em lên đơn hàng cho chị luôn. Các chị ơi tranh thủ lên đơn liền nha. Mẫu đầm này ngày hôm nay sale chỉ có là 199k, đầm em đang mặc 40kg đến 65kg vừa. Phải mềm lắm, lụa Hàn, mặc mát và có co giãn nhẹ và không bị nhăn nhầu nha. Rồi, nhanh tay mình lên đơn liền liền nào cả nhà ơi, 1330. DA1330 sale luôn, chỉ còn có giá 199. Chị Quỳnh Như ok em trước đơn hàng, chị Thanh Hiền ok em trước sale cho chị nha. Mã này là DA1330. Có chị nào mình ưng mẫu này thì các chị cứ comment cho em luôn ngay bây giờ nha, để em chịu hàng cho các chị nè. Nền của nó nền xanh navy, với mẫu này có đúng một màu duy nhất, không có màu khác luôn nha cả nhà. 1330 và kèm số điện thoại luôn, 199k. 199k cả nhà, sale nhanh luôn. Rồi tranh thủ nha các chị ơi, tốc độ lên nào. Ok nè, chị Phạm Hữu nè, 1330 cho chị nè. Chị Ngọc Yến em chốt đơn cho chị luôn nè. Chị Kim Châu có sai, 1330 cho chị Đức Chính em chốt luôn. Rồi 199k rồi cả nhà, rẻ quá trường rẻ luôn các chị. Đó, ai ưng mẫu nào thì các chị lên đơn luôn ngay hôm nay đi cả nhà, để em chốt sao luôn cho mình nè. Chị nào mình thích mẫu nào các chị đặt hàng cho em luôn, làm mã hàng với số điện thoại em chịu hàng chịu sai nha. Rồi nhanh tay mình đặt hàng cho em luôn, mã này là 1330. Rồi có phải mình muốn xem mẫu này không chị, màu vàng nâu nè. Màu này đúng không chị ơi, mình muốn xem mẫu này đúng không chị ạ? À? Chị Đinh Luận ơi. Rồi đầm em đang mặc nha, mã này các chị ghi cho em nha, 1330. Đeo 1330 em chốt nha. Là còn có 199 thôi.
chỉ có giá là 199k mẫu đầm này thôi. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn liền cho em luôn. Ngay lúc này nha em, chưa hàng 1330 và kèm số điện thoại nè. Rồi ok, chị đợi em một xíu thì em sẽ mặc mẫu này sau nha, tại cái mẫu này nó hơi ít nè. Rồi chờ em chút nha. Rồi đầm em đang mặc, chị nào mình lấy mẫu này cái chị đặt cho em với mã sản phẩm này là 1330. Chốt đơn luôn trên line này cho mình nha, 199k. Chị Lan Ngọc em chốt 1330 cho chị nè. 199k mẫu đầm này. Rồi ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giúp em. Ngay bây giờ nè, em chuyển hàng luôn. Nhanh nha cả nhà ơi, 1330 và kèm số điện thoại, sale giá là 199, sale luôn 199k mẫu đầm này. Rồi bây giờ nha, chờ em một xíu nha, em sẽ lên thêm một cái mẫu đầm này sale sớm cho các chị mình luôn nè. Rồi em sẽ qua nhanh cái đầm màu vàng nâu cho các chị luôn. Rồi ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giúp em nha. Nhanh tay nha cả nhà ơi, nhớ chia sẻ like giúp em luôn trên tường nha, và chia sẻ vào các cái nhóm cùng em. Rồi em xả nhanh mẫu đầm này ôm body. Xả nhanh mẫu đầm này ôm body này các chị ơi, giá cực rẻ cho các chị nè. 1321. Đây. DA1321 nha cả nhà ha. Đầm này chốt sale luôn 159, xả hàng nhanh luôn. 159k mã này các chị ghi cho em nhé. 1321. Trời ơi, cái mẫu này còn ít lắm nha các chị. Các chị ơi tranh thủ lên đơn gấp dùm em luôn nha. Mẫu này em xả hàng còn có 159 thôi. Còn có 159k mẫu đầm này thôi nha các chị nha. Rồi 40kg đến tầm 65kg vượt. Đó, quay một vòng cho mình xem. Chất có co giãn rất là nhiều. Rồi, đủ hàng đủ size. Chị nào mình ưng ý mẫu này lên đơn cho em nha. DA1321 nè. Và kèm cho em số điện thoại liền nè. Em chốt đơn hàng. Giá ngày em đang sale là 159. Cái phần này nó xoắn em là nó che bụng tốt cho các chị mình luôn nha. Rồi 40kg đến tầm hoặc là 65kg mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. Em chịu hàng nè. Đó, xẻ tà nè. Vải này mặc mát lạnh luôn nè. Có co giãn rất là nhiều. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt cho em. Mã này là 1321 nha. 1321 sale luôn trên line với giá chỉ có là 159. 159k mẫu đầm này. Rồi còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không nè cả nhà ơi, lên đơn liền nha các chị. Hiện tại là em có cái màu nâu nữa, nhưng mà cái màu nâu nó còn có. Để em kiếm cái màu nâu đâu rồi. Em có màu nâu nữa nha, mẫu này nè. Nhưng mà nó hơi ít nha các chị nha. Nó còn có 2 size thôi là XL với 2X. Màu nâu là còn XL 2X. Mã này là 1322 nè. Chị nào thích màu nâu lấy cho em là 1322. 1322 còn XL với 2X. Còn cái màu vàng này là có cho mình đủ size ML XL 2X luôn. Hai mẫu này là đồng giá luôn nha. 159k nè. 159k nè cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em luôn ngay bây giờ nè. 1322 là màu nâu và 1321 màu vàng. Sale luôn 159k. Chất và aoe có co giãn rất là nhiều. Vải này là mát rượi luôn nha cả nhà ơi, mát lạnh luôn. Chị nào mình thích mẫu nào cứ đặt hàng cho em luôn. Em chịu hàng nè. Nhanh tay nha cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn liền giùm em. Sọc hả chị? Sọc em hết rồi, sọc em lệ sai rồi. Chị mình bình thường mà mặc sai gì chị ha? Sọc em chỉ còn có 9 cái XL với 1 cái 2X thôi. Rồi các chị ơi, mẫu này nha, 1322 là màu nâu nè, và 1321 là màu vàng nè. 159k. 159k, chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn sớm giùm em nhé. Sale giá có 159k là quá rẻ luôn rồi. Ưng mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Lên với Von hả chị? Rồi đợi em một xíu đi nữa, em lên với Von cho mình nha. Rồi các chị ơi, 1322 màu nâu còn XL với 2X nha. 1322 màu nâu còn XL với 2X, và 1321 là màu vàng có được size. Chất và airway nè, coi giãn rất tốt. Đầm này em chốt sale luôn cho mình, chỉ còn có giá 159. 159k, chị nào ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Để em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà. Tranh thủ mình lên đơn liền là 159k mà thôi. 319 hả chị, mẫu đóng còn size M đó chị. Bụng nhạn mình vừa, mình cứ lên đơn luôn chị nha. Cái đầm bông xanh hả chị? Rồi, chờ em một chút xíu nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em luôn. Để em lên cái đầm vàng màu nâu trước nha, cho các chị xem trước đã. Rồi, sau đó sẽ lên đầm xanh xong. Ai lấy mẫu nào các chị đặt trên luôn là mã hàng với điện thoại nha. Mẫu tiếp theo lên là 1328.
Đây. DA1328 đầm em đang mặc đây, em sẽ có cho mình là 4 size để cho mình lựa chọn, nhưng mà ít lắm nha cả nhà, nên là nó sẽ có thể hết hàng bất cứ lúc nào. Hiện tại mỗi size chỉ còn mấy cái, mười mấy cái cuối cùng thôi. Ngày em đang 1328, em sale luôn cho mình còn 249k thôi. 249k mẫu đầm này nha. Ai lấy mẫu này các chị đặt liền, chị Thu Vũ ơi, 1321 là vải, đó là vải Away nha. Rồi đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt liền mã này là 1328. 1328 nha các chị ơi. Chất vải lụa Nhật có túi hai bên, thiết kế cổ là cổ xoắn ở phía trước ngực này nè, đẹp cực kỳ. Đầm này em chốt luôn 200, chỉ có giá là 249k mẫu đầm này. 249k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Ơ mẫu này các chị mình đặt hàng sử dụng em nè, ngay bây giờ em chưa hàng. 1328 nhanh nha cả nhà ơi, lên đơn hàng sớm ngay bây giờ em chốt sale luôn. 1328 chốt đơn liền trên like với giá chỉ có là 249k. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng liền luôn dùm em, ngay bây giờ em chịu hàng mã này là 1328 nha. Ok nè, chị Thanh Viêm chốt 1328 cho chị nè, chị Mỹ Châu ok nè. Các chị ơi, ai lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. Comment cho em là mã nè và kèm trang số điện thoại nè, để em chốt sale luôn ngay lúc này cho cả nhà mình luôn. Rồi xong chưa cả nhà ơi, tranh thủ mình lên đơn nha. Đầm này của em mã này là DA1328 nha. DA1328 và kèm số điện thoại. 1328 và kèm số điện thoại sale liền trên line này cho mình với giá chỉ có là 249k mẫu đầm này. 249k mẫu đầm này thôi nha cả nhà ơi, rất là rẻ luôn. Ưng mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nè, em chuyển hàng. Sơ mi 2X hả chị? Rồi có đầm sơ mi 2X tí nữa lên sau nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt cho em, mã này là 13DA1328 và kèm số điện thoại luôn. Nhanh nha cả nhà ơi, lên đơn hàng luôn. Ok chị Đức Chính 1328 nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền. Âm xong hả chị? Cái này em còn cho mình là 9 cái XL với lại 1 cái 2X xạ hàng 139 nha. Đầm này form chữ A, có cái dây để cột eo. Rồi đây các chị ơi, có cái dây để mình cột eo, mình luồn vô cột trước cột sau đều được. Vải này thun mỹ. Cái này em xả hàng luôn cho mình với giá chỉ có 139. Mã mình ghi cho em là 1291. 1291 139k. Vải này thun mỹ có co giãn nhiều. Còn XL 9 cá và 1 cá 2X nha, 139k mẫu này. Rồi các chị ơi, ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. Đầm em đang mặc mã sản phẩm 1328 này em chốt luôn là 249. 249k thôi nha cả nhà. Vải mắt rượu luôn, co giãn thì tốt ha. Có túi hai bên, dây khóa kéo ra phía đằng sau. Từ 40kg đến tầm 65kg vừa. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ. Làm mã nè và kèm trang xuyên thoại chịu hàng. 1328 nha cả nhà ơi. 1328 kèm xuyên thoại chốt đơn liền trên like với giá chỉ có là 249. 249k mẫu đầm này. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng sử dụng em. Caro trên xào mẫu đầm này hả chị? Em xem còn không nha. Mấy cái này lẻ sai không à? Nó còn có 1-2 cái gì không? Cái này hết hàng à? Này hết nè. Hết qua đây luôn. Xem cái này còn cái gì không nha. 1324. Chờ 1324 hết luôn. Hết rồi nha cả nhà. Đấy, cái caro hết hàng luôn rồi. Này caro hết hàng rồi. Rồi, nếu mà chị nào vừa size L thì chốt luôn cái này nè. Em còn đúng. Còn bây giờ nha, một cái M với một cái size L ở đây 99k. 1324, một cái M với một cái size L 99k vậy thôi. Nha cả nhà, sale luôn 99k. Một size M và một size L. 1324 99k mẫu này. Ai lấy mình lên đơn. Nha cả nhà. 1324 99k, còn một cái M một cái size L là hết rồi. Rồi, đầm em đang mặc nha, chị nào lấy đặt cho em mã này là 1324 nha. Em sale luôn cho mình nha. Rồi giá này là chốt luôn 249. 249k mẫu đầm này. Lên đơn liền luôn dùm em nha, ngay bây giờ em chịu hàng luôn. Chia sẻ like giúp em luôn nha. Bây giờ em sẽ lên đầm vo nè. Rồi em một chút xíu nha. Em qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Chia sẻ like giúp em luôn nha cả nhà ơi. Ừ.
Đây, mẫu tiếp theo em lên cho mình là 1360 nè. Đây 1360 này em sẽ có cho mình là 1360 này em sẽ có cho mình là 4 size nha. M, L, XL với lại 2X nè. Rồi nhưng mà size XL, 2X cần hết nha cả nhà. Ngày hôm nay em sale luôn cho mình nha. Rồi giá chỉ có là 299k. Rồi vừa nha chị Thiên Trần ơi. Đầm em ra mặt chị nào lấy đặt liền. Các chị ơi nhớ chia sẻ like giúp em nha. Rồi đầm này có túi một bên, tay loe ha, cổ tròn cho mình, chất von hàn mặc rất là mát. Mã này các chị cứ ghi cho em nè, DA1360 và kèm trên số điện thoại nè. DA1360 và kèm số điện thoại, chốt đơn liền trên line này cho cả nhà mình luôn. Là giá chỉ có là 299k, gần cháy hàng mẫu này rồi nha cả nhà. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn luôn đi cả nhà, đừng đợi làm chi nữa, hết đó. Giờ em còn ít lắm. Đầm này mã sản phẩm này là DA1360 nha. Chốt sale luôn trên line này, chỉ còn có giá là 299k. 299k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền nha. Rồi đây nè, đầm mà sơ mi mà size 2X em có cái mẫu này nè. 1305. Cái này là em còn 1305 này là em còn size 2X thôi. 1305 này em chỉ còn size 2X thôi và em xả hàng luôn, còn 139 nha. Xả này xả rẻ luôn, cái này sale không có lợi nhuận đâu các chị. Rồi, ai ưng mẫu này các chị lên đơn luôn nè. 139k mẫu này thôi. Lên đơn sớm nha cả nhà ơi. Hàng em còn rất là ít nên ngày hôm nay coi như em sale chị ăn luôn, không lấy lời. Ai thích mẫu này các chị lên đơn liền nha. Cái này em có một cái mẫu mà tay lỡ. Tay lỡ thì đâu rồi ta. Chờ em một xíu nha, em kiếm cái nó đâu rồi. Rồi thôi để cái mẫu đó em giới thiệu sau đi ha. Hôm nay không thấy nó ở đâu luôn. Rồi các chị ơi mẫu này nè. Mẫu này các chị ghi là 1305. Cái này em xả luôn 139 nha. 139k, caro là 1324. Chị Huỳnh Thị Phượng ơi. Các chị ơi, cái đầm này em có một cái M với một cái CL thôi, ăn nhanh là còn ai chậm mất hàng nha. 1324 99k. Nhưng mà nhớ chia sẻ like cho cả nhà. Chia sẻ like giùm em, có túi phía trước, có nút phía trước cho mình nha. 99k. Rồi bây giờ đầm này nha cả nhà. Mã này là 1324, cái này em sale là 139. 139k mẫu đầm này nè. Chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em nha. Đây là 1305 nha. 1305 139. 1305 sale giá 139k nha. Lên đơn liền em chốt sale luôn. Lên đơn liền em chốt sale luôn nha cả nhà. Để em xem coi nó có một cái tên L nữa nha. 1305 nó có một cái tên L nữa, em nhập luôn cho các chị mình nè. 1305 có một cái tên L nữa nha, cũng sale chỉ có giá là 139 thôi, ai nhanh là còn ai chậm mất hàng. Đây này các chị ơi. Rồi cái này nha. Cái này mình là 1305, em còn một cái tên L với lại còn lại 2X. Em chốt sale là 139, chị nào mình lấy mẫu này đặt cho em 1305 nha, 139k xả luôn nha. Rồi mã này của em là 1360 nè, em sale giá 299 nè. 1360 sale giá 299k mẫu đầm này. Và 40kg đến tầm khoảng là 65kg vừa. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là vừa. Ai lấy mẫu này nhanh tay nha cả nhà. Lên đơn ngay bây giờ em chốt đơn. Mã này là 1360 và kèm số điện thoại, có túi cho mình nè ha. Vải von hàn mặt mát nè. Đó, ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ. 1360 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1360 và kèm số điện thoại, sale luôn trên live với giá chỉ có là 299k mẫu này. 299k mã là 1360. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em nha. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn 1360 và kèm số điện thoại. Rồi tiếp tục nè, qua thêm một mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Đợi em một chút xíu nha. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường nhà vào nhóm nha cả nhà ơi. Rồi chờ em một chút nè. Có thêm cho mình một cái mẫu đầm này 1349. Thank you.
tay mẫu tiếp theo lên cho mình mẫu đầm này nha. Cái chị mà thích mà cái cổ nó kín hơn thì mình chỉnh lên thôi. Chị nào thích có cổ sâu thì mình chỉnh xuống thôi. Cái này là không bắt buộc, tùy vào sở thích mỗi người. Chị em không có làm cổ cổ đúng một chỗ đâu mà mình có thể tự tùy chỉnh được, không có cần phải đính chỉ luôn nha cả nhà. Ngày em đang sale luôn. Rồi chị nhận được đầm, được đầm này đẹp lắm, 1360 chất mát lắm em. Cảm ơn chị Tuệ Lưu rất là nhiều. Đó, cái đầm von vừa nãy mới mặc cho cả nhà đó, cả nhà cứ yên tâm mua nha. Đây nè, cái mẫu này chị Tuệ Lưu có nhận được hàng khen rồi nè. 1338 còn size M thôi chị ơi. Đây các chị ơi, mẫu này em sale là còn 299k nha. 299k. Rồi đầm em đang mặc mã 1349 nè, chị nào mình lấy lên đơn. Đầm này em trước sale luôn 179 thôi nha cả nhà, rất là rẻ luôn nè. Ai lấy mẫu nào các chị đặt liền xem cái bông xanh mẫu nào chị ơi. Bông xanh mẫu nào chị? Zoom hả chị? Zoom này em sale 69k nha. Mã này là 1282. Zoom thì form nó hơi nhỏ, mình tăng lên giúp em một size hoặc hai size. Bình thường mình mặc size nào thì mình tăng lên giúp em nha, một hoặc hai size là ok. Zoom mã này là 1282, sale giá là 69k, cái này sale lỗ vốn luôn á. Có túi nha, có túi hai bên. Có nút nút ngọc trai đính phía trước, bên trong lớp lót thun cô tông. Rồi cái này 1282 là có 69 thôi nha, 69k. Rất là rẻ, chị nào ưng cứ lên đơn. Mà cái này mà mình nhớ tăng size lên nha, bình thường ai mặc size nào tăng lên giúp em một size hoặc hai size. Thì với cái mẫu này 4 size MLXL 2X thì tầm 35kg đến tầm khoảng 55-57kg mình mặc vừa nha. Hoặc 58kg mặc vừa. Giá sale là 69, mã này 1282 nha cả nhà. Rồi các chị ơi, ai lấy mẫu này, đây đẹp chưa này. Rồi các chị ơi, mẫu đầm em đang mặc là 1349 nè, hôm nay sale sốc luôn. Rồi, chờ em một chút xíu. Chị hoa sen trắng ơi, chị hoa xanh trắng mình lấy cái 1360 đúng không chị? Em thấy chị đặt hàng 1306 này, mình comment lại giúp em. Cái mẫu này 1360 chứ không phải là 1306 chị ơi, 1360 nha. Đầm von hoa, sai mã nào là nhập sang cái sai một số rồi làm nhập sang mã khác mất tiêu rồi cả nhà. Rồi bây giờ chị nào lấy đặt liền cho em nha, chị Cúc Anh Lê ok 1360 em chốt cho chị nè. Rồi bây giờ đầm siêu phẩm này nha. DA1349 nè các chị, mẫu đầm này các chị lên đơn liền em chốt luôn với giá cực kỳ rẻ nha, 179k thôi nè. Chỉ có giá 179k, ngày hôm nay shop sale shop mẫu đầm này cho các chị. Mã này là 1349 nha. Nhung kim tuyến nha cả nhà. Chất nhung kim tuyến siêu đẹp luôn, và cái kim tuyến này rất là mịn êm không hề ngứa. Mặt vải bên trong êm mềm mịn làm mát lạnh cho mình luôn. Đầm này em chốt sale luôn trên live với giá chỉ có là 179k thôi. 179k mẫu đầm này thôi nha cả nhà ơi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em là DA1349 và kèm xuyên họa nào. Vải co giãn rất là nhiều, các chị có thể mình nhiều khi các chị nào thích mặc ôm ấy, mình giảm xuống một size, mình giảm xuống hai size đều vừa nha cả nhà ơi. Trời ơi sang lắm. Các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi đều mặc được luôn. Với mã đầm này các chị cứ ghi cho em là DA1349 và kèm xuyên họa cho em nha. 1349 và kèm xuyên họa em chốt ngày hôm nay cho cả nhà. Chỉ có là 179k mẫu đầm này. 179k mẫu đầm em đang mặc trên người. Mẫu này các chị lên đơn hàng liền luôn giùm em. Ngay bây giờ nè, đến chiều hàng luôn có 179k thôi. Ở đây nó sẽ xếp ly và che bụng tốt cho các chị mình. Cái phần cổ này cổ đắp chéo và tùy chỉnh được. Trường hợp chị nào thích cổ kín hơn nữa vẫn được, mà chị nào thích cổ sâu hướng mình chỉnh xuống vẫn được. Cái này chỉnh dễ lắm mẹ nhỏ ơi. Nói chung là không cần đính chỉ lại cũng được nữa nè. Đó, chỉnh sâu xuống nữa vẫn được nha, tùy ý mình. Dạ 68kg cũng vừa mẫu này luôn chị, tại chất nó có co giãn. Thậm chí nhiều khi các chị muốn mình muốn mặc ôm mình giảm size luôn cũng được. Đây nè, các chị nhìn nè. Cái size M em đang mặc nè. Cái size M này nè, co giãn các chị thấy tốt chưa? Bình thường ai mặc size L giảm xuống size M mặc vẫn ok. Nên là đầm này 40kg, 65 hoặc 68kg mặc được luôn nha các chị ha. Mã này mình cứ ghi cho em là DA1349 và kèm điện thoại sale ngày hôm nay với giá chỉ có là 200 sale luôn 179 thôi, sale luôn 179k, giá gốc là 450, sale còn 179 nha. Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt liền, em có đúng một màu luôn. Đúng một màu duy nhất không có màu khác. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em là DA1349 và kèm số điện thoại. Sale giá là 179, chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn liền luôn giùm em. Rồi chị Tường Vi ok nè, chị Mai Chi ok. DA1349 và kèm số điện thoại nha.
lên đơn hàng liền nè, em chịu hàng cho các chị mình luôn, vải rất là đẹp luôn và co giãn thì rất là nhiều ha. Rồi ưng mẫu này các chị lên đơn sớm ngay bây giờ em chịu hàng nè. DA 1349 và kèm số điện thoại nè, DA 1349 và kèm số điện thoại, giảm ngay trên line này cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có là 179k xả nhanh luôn. Rồi chị Thúy Diễm ok nè, chị Tường Vi ok, chị Nguyễn Huyền ok nè, 1349 nè, chốt sale luôn là 179k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ comment cho em luôn ngay bây giờ ha, là mã số sản phẩm nè và kèm cho em số điện thoại luôn để em chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn nha. Nhanh tay mình lên đơn hàng liền luôn giùm em ngay bây giờ nè để em giữ hàng luôn. 1349 và kèm số điện thoại nha. Cái chất co giãn và nhung này là thuộc dòng nhung lặng nha, nên là các chị mặc thoải mái dễ chịu vô cùng luôn. Rồi chị nào ưng đặt liền ha. Rồi đầm mà chị đặt mẫu S mặc hãy chị Hoài Thương mình comment mã giúp em nhé. Các chị ơi để đặt hàng cứ comment mã số điện thoại, sợ không mình nhập mã thì mình chụp màn hình gửi qua tin nhắn giúp em. Với lại quan trọng là phải có số điện thoại nha cả nhà để cái tin nhắn của mình được ưu tiên trả lời trước nha. Mã này của em là 13DA1349 và kèm số điện thoại luôn. Ngày hôm nay em sale luôn là 179 thôi, xả nhanh luôn. Rồi chị Nguyễn Vi em chốt đơn hàng chị Thùy Trang ok em chốt đơn hàng, chị Yến Nguyễn em chốt sale cho chị luôn. Mã này là DA1349 nha. 179k sale nhanh ngày hôm nay cho các chị mình luôn. Còn ai lấy mẫu đầm này nữa không ạ? Còn ai lấy mẫu đầm này các chị comment ngay bây giờ nha, chỉ có 179k quá rẻ. Cổ mình tùy chỉnh được nha, chỉnh cao hơn hay là chỉnh sâu xuống đều được luôn, rất là dễ tùy chỉnh cho mình. Chị Hoài Thương ok chốt 1349 cho chị luôn. Tay dài chị là thích ngắn hơn, tay lỡ thì mình sắn tay lên nhá. Một màu duy nhất, cái này đẹp lắm, lung linh lấp lánh không hề ngứa. Nhiều chị cứ nghe nhung, thứ nhất các chị nghe nhung các chị tưởng nóng, cái này nhung lạnh nha cả nhà, mặc mát rượi à. Thứ hai các chị nghe kim tuyến các chị sợ mặc ngứa ngáy khó chịu, không có đâu. Cái nhung này nó rất là mịn và êm nha cả nhà nha, không có chịu một chút nào hết, không ngứa một chút nào hết. 1349 ngày hôm nay em sale luôn, chỉ có giá 179k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn hàng liền luôn dùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng cho các chị mình nè. Lên đơn liền dùm em. Dạ rồi ok, chị Hoài Thương chút 1349 cho chị nè, chị Thanh Tâm em chút 1349 cho chị nè. 179k mẫu đầm này, có chị nào mình lấy mẫu này cái chị đặt hàng sớm dùm em. Nhanh lên nha cả nhà ơi, đầm này phối thêm một phụ kiện ví dụ như dây đai vô cũng rất là đẹp nha. Đây em phối thử cho các chị xem thử nè. Ai lấy mẫu này các chị đặt cho em luôn ngay bây giờ nè. 1349 và kèm số điện thoại nha. 1349 và kèm số điện thoại, sale liền trên live, giá chỉ có là 179k. Thật sự luôn, em bao giá toàn quốc, các chị sẽ không thấy ở đâu. Mình mua một cái đầm với chất vải xịn như vậy mà 179k, em chắc chắn 100% cho các chị kiếm khắp Việt Nam luôn. Thật sự luôn cả nhà, nếu các chị mua được chắc chắn thì cái giá phải nói là từ gấp 2, gấp 3 lần so với giá em đang sale cho các chị. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Mã này là DA1349 và kèm số điện thoại luôn. Lên đơn liền cho em nào cả nhà ơi, chỉ có giá là 179k xả hàng nhanh. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn sớm giùm em nha. Tiếp tục nè, em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo, cả nhà đợi em một chút xíu ha. Ai ưng mẫu nào lên đơn liền giùm em nha cả nhà. Đợi em một chút nha cả nhà. Qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Chia sẻ ra giúp em luôn trên tường nhà và vào nhóm nha. Lại thêm một cái mẫu đầm xả hàng nữa đây. Ở đây em có mẫu đầm này, mã là DA1335. Cái này em xả kho nha. 179 thôi. Quá rẻ luôn các chị ơi, có 179k mẫu này à. Rồi bây giờ chị nào mình lấy đặt hàng xứng giùm em nè. Nhanh lên nha cả nhà ơi. Một ba ba năm đầm phong chữ A, có túi hai bên xòe đuôi cá cho các chị. Chất vải này là vải lụa mango, mặc rất là êm nha cả nhà ơi. Rồi em sale ngày hôm nay cho các chị mình luôn, chỉ còn có giá là 179k thôi. 179k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ ha. Là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại cho em DA1335 và kèm số điện thoại nhé. Form đầm chữ A xòe nhẹ đuôi cá rất là xinh luôn, đủ hàng và đủ size.
đủ hàng và đủ size cho các chị, từ 40kg đến 65kg là vừa, có túi cho các chị mình luôn. Nhanh nào cả nhà ơi, ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng liền cho em luôn. Ngay bây giờ em chuyển hàng nha. 1335, 1335 và kèm số điện thoại nào. 1335 và kèm số điện thoại, sale giá là 179k mẫu đầm này. Cái chất này êm, nó mềm mát. Ở đây sẽ có chiếc eo nhẹ trung bình này, mặc lên rất là gọn người luôn. Ai lấy mẫu này các chị đặt cho em nha. Mã này là 1335 nè. Rồi em sale quá rẻ luôn rồi đó các chị ơi, 179k mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em nha. Rồi chị nào thích mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ. Để em chừa hàng và em chừa size liền trên line cho các chị mình luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn liền luôn giúp em nha. DA1335 và kèm số điện thoại. Rồi nhanh tay nha. 279 là chị nãy giờ em không có like. 1279 chị Su Su ơi. Rồi chị nào mình thích mẫu này các chị đặt hàng nha. Nếu tí nữa mấy bạn kiểm tra mẫu đó còn, mấy bạn chốt sau cho mình nha. Ok chị Nhi Lam em chốt nè, DA1335. Rồi ngày hôm nay em chốt sale luôn trên like này cho cả nhà mình nha. Là giá chỉ có là 179k thôi, mẫu đầm em đang mặc. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Nhanh nào cả nhà ơi, ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Để em chịu hàng chịu sai cho mình nha. 1335 kèm số điện thoại 179k. Rồi chị Thúy Tâm ok nè, chị Bích Liễu ok nè. 1335 đầm này chốt luôn 179. 1335 chốt sale luôn 179k. Còn ai lấy mẫu nào thì các chị đặt hàng liền nè. Nhanh nha, chuẩn bị em qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Chị nào mình thích mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng xứng dùm em ngay bây giờ nha, để em chừa hàng luôn. Nhanh tay nha cả nhà, lên đơn hàng liền luôn dùm em ngay lúc này nha, để em chừa hàng và chừa sai luôn. Mã này các chị cứ ghi cho em là 1335 nha. 1335 và kèm số điện thoại nha. 100 em sale luôn trên line này, chị còn có giá là 159 thôi. 179k thôi. 179k. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm một cái sản phẩm tiếp theo nữa. Giờ em sẽ lên cái đầm lưới cá này đi. Rồi đợi em vài giây nha, qua thêm mẫu khác cho các chị. Ai lấy mẫu nào các chị đặt cho em là mã với điện thoại đi nha. Rồi đợi em một chút xíu nha, em chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Đây là 1349 nha. À đây là DA13. Ok chị Thanh Xuân em chút 1349 rồi đây, em đem mẫu đầm đuôi cá này là 1347 nè. DA1347 và đầm này em sẽ sale xả luôn. 1347 này với giá là còn có 199, hiện tại là nó sẽ có đủ size nhưng mà cái size XL với 2X nó gần hết nha các chị. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn luôn nè. DA1347 và kèm trong xin hỏi luôn. Đầm này em chốt luôn cho mình ngày hôm nay là chị còn có giá là 199k mẫu đầm này thôi nha. Rồi chị nào mình ưng mẫu nào lên đơn hàng liền. Nhanh nha cả nhà ơi, chia sẻ like giúp em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các cái nhóm giùm em nha. Đầm này của em mã sản phẩm là DA1347, em chốt ngày hôm nay với giá chỉ có là 199k mẫu đầm này. Vải này là vải măng tôn nha các chị, mặc mát rượi luôn, vừa êm vừa mềm vừa mát, dễ chịu cho mình luôn. Chốt ngày hôm nay cho mình chỉ còn có 199k mà thôi. Phía đằng sau là có dây khóa kéo cho các chị nha. Đuôi cá nè xinh ơi là xinh và phối với một dàn nút cho các chị mình ha. Đầm em đang mặc, chị nào ơn cứ đặt hàng cho em luôn. Mã này là DA1347. DA1347 và kèm số điện thoại nha. Sale luôn 199k, màu đỏ đô. Cái màu này nó dễ mặc lắm, da trắng, da ngâm mình mặc đều được ha. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn nào cả nhà, nhanh tay nào. Mấy bữa trước là cái đầm này hết 2X luôn á, hôm nay mới có 2X cho các chị nhưng mà ít thôi. Nhanh nha cả nhà ơi, em chốt đơn liền, sale luôn với giá chỉ có là 199k. Vải nè, các chị cứ để ý đi, mình nhìn là cái phần tay này nè, gặp như vậy lại mà không có nếp nhăn là các chị biết là chất lượng cỡ nào rồi. Và ở ngoài thực tế cái vải này nó sẽ có cái độ óng mờ mờ trên cái bề mặt vải nên là nhìn nó sang lắm. Miếng một dàn nước xịn xò luôn và form này form đuôi cá cho các chị rất là sang. Rồi em chốt luôn nha, 199, chị nào ưng đặt hàng cho em luôn. Mã này các chị ghi là 1347 và kèm số điện thoại cho em nha.
DA1347 và kèm xin hỏi chốt ngày hôm nay cho các chị còn có giá là 199k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng xuống giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng trừ sai. 1347 và kèm xin hỏi nè, lên đơn liền giùm em là cả nhà ơi, chia sẻ ra giúp em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các nhóm nha. Đầm này chốt luôn chỉ còn có 199 nè, quá rẻ luôn các chị. Rồi trong nhanh tay nha cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn liền chuẩn bị là em qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Nay là shop sẽ sale hàng loạt đầm luôn giá rẻ cho các chị. Chị nào mình ưu mẫu nào đặt liền cho em nha. 1347 sale còn có 199 thôi. Giờ em tiếp tục nè, có thêm cái mẫu đầm này sale shop luôn nè. Chia sẻ like giúp em luôn. Rồi, và em vài giây nha các chị ơi, qua thêm mẫu khác nè, sale shop đây. Ai thích mẫu nào các chị đặt liền luôn giùm em nha. Rồi tiếp tục nha các chị ơi, lên thêm mẫu này. Mẫu này là các chị mua em tặng luôn cái dây nịt cho các chị đó. Hôm nay nếu các chị mua cái đầm này em tặng luôn cái dây nịt nha chị em đó. Đầm này thì sẽ có cho mình đủ size MLL với 2X. Rồi hôm nay sale sốc luôn, vừa sale sốc mà vừa có tặng quà cho các chị mình nữa đó, quá rẻ luôn. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn liền nha. Mã này các chị ghi cho em là cái này nó caro đó cả nhà, cái vải caro á. Nhiều khi đứng xa xa các chị nhìn không có rõ. 1369 hôm nay sale shop còn 159, đặc biệt là các chị sẽ được tặng luôn quà tặng đó là cái dây nịt này luôn. Các chị tranh thủ nha, và cái chương trình sale này được áp dụng duy nhất trên line này thôi. Vừa sale xuống còn 159k, vừa tặng quà là dây nịt cho mình. Nhanh tay mình lên đơn liền nha. Đầm này em có 4 size MLXL với lại 2X nè. Trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa nha. Ưng mẫu này nhanh tay nào cả nhà, đầm này em sẽ có túi cho mình một bên nha. Rồi chất vải caro nha, em sale luôn cho mình ngày hôm nay chỉ có 159k thôi. Đây là caro nhỏ xíu 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 luôn, đứng xa mình tưởng màu trơn nhưng mà không phải đâu. Cái này nó có caro nhỏ cho mình nha. Mã này là 1369 và hôm nay shop sẽ sale luôn còn 159k, tặng kèm quà tặng dây nịt rồi. Các chị ơi lên đơn liền nè. Lên đơn hàng liền cho em trừ hàng luôn nào, 159k thôi nha cả nhà, quá rẻ luôn nha. Chị Ánh Nhi ok, chị Dung Đoàn ok, lên đơn hàng cho chị nè. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng xứng giùm em DA1369 và kèm cho em xin hỏi nha. Rồi 1369 và kèm xin hỏi, lên đơn liền em trừ hàng luôn. Đầm cổ vét cho mình, phối nút xịn sò cho mình và còn tặng kèm thêm cái dây nịt này nữa. Chỗ các chị ơi, bình thường cái dây nịt mình mua rẻ thì cũng tầm 150, 200, 250 một cái dây nịt. Vậy mà hôm nay nha, vừa đặt đầm và cộng thêm dây nịt mỡ nữa mà có 159 thôi, quá rẻ luôn. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng xứng giùm em 1369 và kèm số điện thoại cho em nha. 1369 và kèm số điện thoại, chốt đơn liền trên like, giá chỉ có là 159k mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị đặt cho em nào, mã của số điện thoại này. Rồi ok, bắt đầu lên đơn nha. Chị Xuân Nguyễn ok nè, chị Linh Ngô ok nè. Mã này là 1369 nha cả nhà ơi. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngày hôm nay em sale là 159k cho cả nhà thôi nha. Nhanh tay nào các chị ơi, 1369 nha. Rồi ok này, chị Minh Anh em chốt cho chị luôn 1369 là 159, giá này chỉ được áp dụng duy nhất trên line, không áp dụng bên ngoài nha cả nhà. Hết chương trình sale là giá nó tăng lên rồi cả nhà ơi. Nên là các chị nào thích mẫu này các chị đặt gốc ngay bây giờ cho em luôn, có 159k mà thôi. 1369 và kèm số điện thoại nha. Ok chị Linh Anh em chốt đơn hàng cho chị nhà, chị Hiền Ngô ok nè. 1369 chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha cả nhà. Vừa được sale rẻ, vừa được tặng quà tặng là dây nịt luôn. Có 159k hôm nay em vừa bán vừa tặng nha. Chị Mai Sương, chị Mai Hương Sen em chúc 1369 cho chị nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt liền, chị Ngọc chúc ok 1369 cho chị nè. 159k thôi nha cả nhà ơi. 159k mẫu đầm này thôi. Có chị nào mình lấy mẫu này thì mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn, làm mã với điện thoại nhanh nào cả nhà. Chị Trần Thị Hương em chốt 1369 cho chị luôn, quá rẻ luôn cả nhà ơi. 159k như thế nào mà chị nào bỏ lỡ là hơi bị tiếc đó nha. Rồi xong chưa các chị, cố gắng lên đơn càng sớm càng tốt giùm em, để em chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn nha.
Năm nay mã sản phẩm là DA1369 nha cả nhà ơi. Chị Tuyết Bùi ok, chị Huỳnh Như ok, em chốt nè, 1369 nè. Chị Thanh Ly em chốt nè, chị Mai Hoa có sai chị yên tâm nha, 1369 cho chị Trần Tuyền xe 159K tặng kèm dây nịt luôn. Rồi vải có họa tiết caro cho mình nè cả nhà. Đó, cái chất của nó chất KT và có caro nè ha. Mẫu đầm này em sale 159K tặng kèm dây nịt đi cùng cho mình đơn hàng này luôn. Rồi hôm nay shop sale lớn nha. Ai thích mẫu này các chị lên đơn liền. Mã này mình ghi cho em là 1369 và kèm số điện thoại nè. 1369 và kèm số điện thoại, sale với giá chỉ có là 159K thôi. Sale nhanh, sale sốc luôn. Rồi còn chị nào mình ưng nữa nhanh tay nha. Rồi chị Ái Nhân ok nè, chị Yên Nhiên ok, chị Thiên Trang ok nè, 1369. Mình nhớ giúp em đầm này sẽ có túi và túi một bên nha. Có túi một bên rồi để em tiếp vải cho mình xem. Với cái vải này sẽ có co giãn nè, có co giãn nhẹ cho các chị mình luôn ha. Rồi một màu duy nhất nha. Và cái mẫu này không phải là màu trơn đâu, mà mẫu này là vải caro nha cả nhà ơi. Ok, chị Phương Trang em chốt cho chị là 1369 là 159K. Còn chị nào mình lấy mẫu này thì mình comment cho em luôn ngay bây giờ ha. Làm mã số sản phẩm nè và kèm trong số điện thoại nè để em trừ hàng cho mình nè. Nhanh lên nha cả nhà. Chị Tịnh Trần em chốt 1369 cho chị luôn. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Lên đơn sớm giùm em nha, ngay bây giờ nha cả nhà ơi, để em trừ hàng luôn. Nhanh nha cả nhà, giá em chốt ngày hôm nay cho mình là 159, chị Thúy Anh ok là 1369 nè. 159K, 159K, mẫu đầm em đang mặc. Và 40kg đến 65kg là vừa, đủ size luôn nha. Chứ không phải là còn một cái hay 2 cái em sale đâu, là đủ size luôn mà sale có 159 rồi đó cả nhà ơi. Rồi chị Hương Độ ok, em chốt 1369 cho chị nè. Tăng tốc lên cả nhà ơi, tốc độ lên đừng đặt trễ quá hết chương trình sale, rất là uổng nha. Mẫu đầm này sale chỉ còn có 159K, tặng kèm quà tặng dây nịt này luôn cho mình là mình lời lắm luôn cả nhà. Dây nịt này tháo ra mình phố với quần tây, quần jean hay là đầm này nọ đều được nha các chị ha. Đó. Rồi chị nào lấy đặt hàng cho em luôn mã 1369. Cái mẫu đầm này tùy ý, chị nào mà thích mà không phối dây nịt cũng được mà. Đây, tháo ra vẫn được. Đó. Tùy ý mình nha, chị nào mình thích thì mình cứ đặt hàng sử dụng em ngay bây giờ, em chốt đơn 159 mã 1369 cả nhà nha. Rồi nhanh tay mình lên đơn liền nào, bây giờ em sẽ chuyển thêm một mẫu đầm tiếp theo nha. Em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha cả nhà, đợi em một chút xíu nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt cho em luôn, mã hàng với số điện thoại cho em nha. Tiếp tục bây giờ em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm hoa 1337 nè. Trời ơi, đầm này hôm nay shop sale luôn cho các chị mình giá rẻ nha. Ai ưng mẫu nào các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ em trừ hàng luôn nè. Rồi mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo đây là DA1337 nè cả nhà ơi. Rồi nhanh tay nha cả nhà. 1337 đầm em đang mặc sẽ có cho mình là 4 size MLXL với lại là 2X nha. Rồi các chị ơi nhanh nào, đầm này có đủ size và hôm nay shop đặc biệt sale xuống luôn, chỉ còn có giá là 219, giá gốc 450, sale còn 219K mẫu đầm này. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ, em chịu hàng chị sai nhanh lên nha cả nhà. Mã này là DA1337 và kèm số điện thoại, quá đẹp luôn. Rồi các chị nhìn cho em là form đầm xòe dài qua gối và có túi cho mình hai bên, vải có co giãn nhẹ cho các chị nha, và phía đằng sau là dây khóa kéo cho các chị mình luôn. Rồi em đang mặc đây các chị ghi cho em nha, DA1337 và em sale luôn trên line để cho cả nhà, chỉ còn có 219. Với cái chất vải lụa mango này các chị mặc êm lắm, mềm êm và mặc mát cho các chị mình luôn. Các chị ơi mình cứ đặt đi, nếu mà trong thành phố Hồ Chí Minh thì tầm 1 đến 2-3 ngày, ở tỉnh thì 1 đến 5 ngày có hàng nha cả nhà. Tỉnh là có thể nhiều khi là có 1 ngày thôi là cũng nhận được hàng rồi, nên là các chị cố gắng nha. Sau khi đặt hàng xong mình nhớ để ý điện thoại, mình nghe điện thoại nhận hàng giúp em nha. Rồi đầm em đang mặc mã này các chị ghi trang là 1337, giá ngày nay shop sale là 219 thôi. Chỉ có 219K đầm em đang mặc trên người. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này luôn. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em nha. Quá rẻ luôn cả nhà ơi. Em là em còn mặc hơi rộng, các chị mặc vừa form đẹp hơn em nè. Đây để em phối, em sẽ là kẹp bóp lại cái eo cho các chị xem rõ cái form. Đầm này chị nào có bụng che bụng hoàn toàn nha cả nhà ha. Rồi mã này các chị ghi cho em nha, 1357, 1337 chốt đơn liền trên like với giá chỉ có 219K,
450 sao còn 219 cả. Nhanh tay đặt hàng sớm giùm em chị Phạm Thị Hương ơi, mình muốn xem một mẫu mẫu nào chị ơi. Rồi ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Mã này các chị ghi nè, 13 DA1337 và kèm số điện thoại. 1337 và kèm số điện thoại em giảm cho mình luôn, ngày hôm nay chỉ còn có giá là 219k. Cái đồng vừa qua hả chị, em vừa like hả? Rồi các chị ơi, mẫu đồng này nha, 1369 và giá ngày hôm nay em sale cho mình là chỉ còn có là 159k. Em sẽ tặng kèm một cái dây nịt này để mà mình phối vô nha. Đó, kèm tặng thêm nè. Dây này là dây rời nha các chị ơi, dây này là dây rời, tháo ra được nhá. Đó, chị nào thích cột thì mình cột, không thích thì mình tháo ra được nha. Tặng luôn cái dây nịt này cho mình. Đầm này nè, em sale có 159 thôi. Ai lấy mình lên đơn mã này là 1369, 159k. Nhẹ nhẹ ha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt hàng mã này là 1337, em chốt ngày hôm nay cho các chị mình chỉ còn có giá là 219, 219k mẫu đầm này. 70kg mình em sợ không vừa rồi chị ơi. Đầm này tầm 65kg trở xuống, hoặc là eo của mình 84 hay là eo 86 trở xuống, mình mặc vừa mẫu đầm này nha. Mã này là 1337, em chốt ngày hôm nay luôn là chỉ còn có giá 219k mẫu đầm này. 219k mẫu đầm này, lên đơn liền luôn giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng trừ sai nha cả nhà ơi. Nhanh tay nha cả nhà, lên đơn sớm giùm em. Cái đầm 1369 phải KT nha chị ơi, và có họa tiết caro nha. Đầm này em chốt sale, đầm này là 1337, vải lụa mango, có túi hai bên, có to giãn nhẹ cho các chị nha. 40kg đến 65kg vừa. Ai ưng mẫu này các chị lên đơn liền, giá ngày hôm nay em chốt luôn chỉ có 219, 219k đầm này nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. Ngay bây giờ em chuyển hàng nè, DA1337 nha, 1337 và kèm số điện thoại, sale giá 219. Rồi bây giờ em tiếp tục qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nè. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chuyển hàng luôn. Rồi tiếp tục nè, em sẽ có thêm cho mình một cái mẫu đầm này shop sale luôn, giá rẻ cho mình nha. Rồi chờ em vài giây nha. Đây là 1329 nha cả nhà ơi. Rồi ngày hôm nay 1329 shop sale luôn nè, xả hàng luôn rồi, còn có 179 nè cả nhà. Chị Chính Bùi ok lên đơn hàng cho chị nha. Rồi các chị ơi, với mẫu em đang mặc trên người, các chị lên đơn liền nào. Mã này là 1329 và hôm nay nè, shop sẽ sale luôn trên line này cho cả nhà mình với giá chỉ có là 179k mẫu đầm này. 179k mẫu em đang mặc trên người nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn nè. Cái màu này mặc lên da bao trắng da luôn. Rồi chị Tịnh Trần 1365 hả chị, đầm cổ vest màu da đúng không chị Tịnh Trần? Rồi ok, mình cứ lên đơn tí nữa với bạn chốt sale cho mình nha. Đầm em đang mặc mã sản phẩm là 1329. Ngày hôm nay shop sẽ sale luôn còn có là 179k. Đầm sẽ có túi hai bên, phía đằng sau là có dây khóa kéo cho các chị mình nha, có túi hai bên nè, vải lụa mango mặt mát êm và có to giãn nhẹ. Ở đây em sẽ phối thêm cho mình ba cái nút ngọc và viền đá xung quanh nha. Mã này các chị cứ ghi cho em là 1329 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1329 và kèm số điện thoại, chốt đơn liền trên line, giá chỉ có 179k mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị đặt hàng người luôn giùm em nào, ngay bây giờ em trừ hàng 1329 nha. Trời ơi, cái màu này rất là xinh, lên da là bao trắng da. Các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi đều có thể mặc được hết mẫu đầm này nha. Ai thích mẫu này các chị đặt cho em liền nào. 1329 và kèm số điện thoại nha. 1329 giá em chốt ngày hôm nay 179k. 179k mẫu đầm này thôi, quá là rẻ luôn nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha cả nhà, lên đơn liền giùm em nha cả nhà ơi. Đó, 100 chỉ có giá là 179k thôi. Vải mềm, chất êm và mặc rất là mát cho mình luôn ha, rất là dễ chịu luôn. 1329 nha, nhanh lên nha cả nhà ơi. Chốt sale liền ngay bây giờ để em chịu hàng luôn. Giá ngày hôm nay sale chỉ có 179k mà thôi, xả hàng nhanh, sale nhanh cho các chị mình luôn. Đầm này bình thường các chị mua rẻ nhất cũng là 299, ngày hôm nay mình được chốt sale có 179 nè cả nhà. Lên đơn sớm em chịu hàng, mã này là 1329 và kèm số điện thoại nha. 1329 và kèm số điện thoại chỉ còn có giá là 100, chỉ có giá là 179 thôi. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm một mẫu đầm tiếp theo cho các chị mình nha. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nha, để em chuyển hàng và chừa size để trên like cho cả nhà. Xong chưa các chị ơi, bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa nha.
Rồi đợi em vài giây em qua thêm mẫu khác cho cả nhà mình đây ạ. Đầm tiếp theo của em đây là DA1366. Rồi đầm này em sale là có 179 luôn, xạ hàng nhanh. Có dây để mình cột eo. Đây, trước tiên cho mình xem cái form chưa cột dây trước đi. Cái đầm này không cần cột dây cũng được nha. Tùy ý mình, chị nào thích cột thì mình cột. Cột trước, cột sau đều được hết. Vải này là cô tông lạnh mặt rất là mát. Giá em đang sale là 179k mẫu này. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng xứng giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng chịu sai. DA1366 nha các chị ơi. DA1366 sale giá 179k cái này em có cho mình cả màu da. Màu da là 1365 và màu hồng là 1366, hai mẫu này đồng giá xạ không 179 nha. Chị Liên Nguyễn ok lên đơn nè, các chị nhìn cho em từng cái nút ngọc nè, trời ơi đẹp chưa? Rồi, chuẩn form luôn, đẹp từng cái đường kim mũi chị cho mình luôn. Rồi, vải này là vải cô tông lạnh mặt rất là mát, chị Hoan Chu ok chị luôn. Rồi, các chị ơi ai lấy mẫu nào cứ đặt hàng, cho em mã với điện thoại em chốt đơn liền, chia like cho cả nhà mình luôn nha. Nhanh tay lên đơn sớm giùm em nào. Màu hồng mã 1366 và màu da mã là 1365. Hai mẫu này đồng giá là 179 nha. Hai mẫu này sao đồng giá 179k luôn. Ai thích mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chuyển hàng nè, 179k thôi cả nhà. Rất là rẻ luôn nha. Rồi xong chưa cả nhà ơi, nhanh tay mình lên đơn hàng sớm cho em chốt đơn nào. Màu này dễ mặc lắm, hai màu này màu nào cũng dễ mặc, da trắng da ngâm mặc đều được. Các chị trẻ tuổi nè, các cô trung tuổi đều có thể mặc được luôn nha. Ơn mẫu nào các chị lên đơn hàng trang luôn ngay bây giờ em chịu hàng. 1366 là màu hồng và 1365 là màu da. Đầm này mình cột dây cũng được nha, cột dây cũng được, tháo dây ra cũng được, dây rời. Rồi sale giá 179 xạ hàng quá rẻ luôn rồi cả nhà ơi. Rồi chị nào mình lấy đặt liền nha. Màu da là 1365. Màu hồng là 1366, có hai màu, màu nào cũng đẹp hết trơn. Đó. Màu nào cũng đẹp hết trơn, có những chị khách này em thấy là lấy luôn hai màu luôn á. Rồi ok này chị Ngoan Chu em lên đơn hàng cho chị. Có chị nào mình lấy mẫu nào nhanh tay nha cả nhà. Màu hồng là 1366, màu da là 1365. Chốt luôn chỉ còn 179k thôi nha. Rồi like nãy sẽ lưu lại chị nào và trẻ xem lại like để đặt hàng thêm. Để nếu mà các chị gộp đơn từ 600 ngàn trở lên sẽ được miễn ship nha. Rồi hẹn gặp lại các chị vào ngày mai. Bye bye cả nhà nha.